Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin hướng dẫn các bạn cách làm thẻo câu cá mương. Làm mồi giả luôn các bạn. Đây cái mồi này. Đây cái mồi giả đấy. Đoạn làm mồi. Mà buộc thẻo luôn. Làm 3 đến 4 ba này làm để 3 đến 4 rưỡi mồi giả như này. Đây là đang buộc sẵn rồi, tí làm thêm một con nữa rồi vào luôn cái thẻo này để đi câu thôi. Đây cái đồ này đang chế đây để buộc cái con mồi giả đấy đấy, dùng cái đồ chế. Kìm chết đang chế thành một cái giá, nó vừa cặp chết nó còn quay được đấy, nó quay đủ chiều các bạn đấy, quay rất chắc, cái giá này cũng chắc ạ. Dắt lưỡi vào đây. Đây là cái màng co nhiệt Khải đang dán vào cho nó chống xước lưỡi, nó giữ được, bảo vệ được lưỡi. Kẹp chết chắc, rất chắc. Bạn dùng dây thì thẻo này thẻo có mương mà. Bạn dùng dây một chấm loại nhỏ. Rất nhỏ. Hải đang dùng một chấm dây floor carbon. Bạn cắt tầm khoảng 50 cm. Luồn từ dưới lên, luồn xuống, xong lại luồn cái đầu dây lên. Luồn vào cái, tạo một cái lỗ để tí mình rít cái tua rua mồi. Zip thì nó tạo cái form để nó vào form đó. Đấy, để tạo vào form đó. Đấy. Đang dây dùng chỉ kim tuyến này, chỉ nó cũng có độ sáng, độ kim tuyến xuống dưới nước nó cũng có độ dụ cá, kể cái dâu này, tua rua này. Đấy. Các bạn nào ra cửa hàng hoa ấy, có cái kim tuyến rắc lên hoa, các bạn làm mấy sợi, các bạn làm mấy sợi các bạn cắt ra. Cái tiếng này thì ở đâu dễ tìm nó. Chập đôi tiếp. Chập đôi. Các bạn cắt bằng cái đầu đi. Rồi, các bạn
luôn đấy. Tạo cái độ rộng thì các bạn luồn dây nó dễ. Bạn di xuống. Đi xuống quấn. Lấy dây dài cuốn các bạn nhé. Cái này để làm cước màu thì các bạn nhìn rõ hơn. Rồi, bạn giữ, tay bạn giữ. Đấy, giữ này. Luồn dây vào lỗ này. Giữ tiếp đoạn là rút. Cái dây cước này bạn, dây cái cước đầu bạn sẵn này. Đấy, vừa để ngắn quá. Là bạn để dài ra một chút. Đấy bạn rút. Thì dài ra một chút thì các bạn rút nó dễ. Đấy, rút. Rút dây trước các bạn. Đơn giản vậy thôi các bạn. Đấy, rồi các bạn cắt cái tua dưa thừa đi. À, cắt cước thừa. Rồi. Đấy, bạn được con mồi. Mồi giờ bạn cho tí nhũ vào. Bạn, ít thôi các bạn, chỉ tí thôi. Gạt vỡ ở cạnh này. Là vỡ cạnh rồi bạn xoay đây bạn về ở dưới đó, thế là mình đã được con mồi câu cá mương. Để là một lúc nữa nó khô các bạn cắt vỡ cái này bạn để tầm 2 đến 3 cm tùy. Thường này đang để tầm 3 cm đẹp. Đó, xong con mồi. Để khô. Quá trình để khô thì đang sẽ quay cho các bạn. Cái thẻo này đang buộc sẵn rồi. Buộc sẵn hai lưỡi rồi. Bây giờ tiếp làm lưỡi kia thì đợi cái kia khô thì các bạn tạo bạn đo đo ứng chừng. Chừng khoảng cách của mồi một gang. Một găng tay lại lại một găng. Găng tay của Hải Đăng. Tạo uốn một cái vòng. Vòng này. Một găng tay các bạn giữ đây rồi. Tạo vòng. Đó, lấy đầu này luôn. Từ 3 từ tầm 3 các bạn. 3 vòng bạn luôn 3 lần.
dạng rít. Đấy, rít sao nó tạo tạo hai cái lỗ này. Để thì các bạn luồn cái thẻo dây này các bạn buộc. Đã tạo được rồi thì cái này chắc cũng khô khô rồi bạn. Bạn tháo ra. Bỏ ra ngoài cho đỡ vướng. Đấy, bạn được con mồi chưa? Mồi rất đẹp. À, mồi rất đẹp. Đấy, cái bạn vừa tạo vào lỗ rồi, giờ bạn luôn luôn cái dây này vào, luôn cái dây của con mồi này vào. Đấy, bạn cắt tầm 50 cm đấy, vừa rồi này đang dây này một chấm, dây này dây ba, luồn xuống dưới này, xong luồn qua lỗ này, làm lại các bạn nhé, bạn luồn này. Dây này trắng hơi khó nhìn các bạn, đây không lại nền nữa lại trắng nữa, bạn luồn qua lỗ này, tiếp đến luồn các bạn, và bạn đứng chừng này tầm khoảng 3 cm. Chừng cái khoảng cách giữa cái mối nối này đến cái đầu lưỡi này tầm 3 cm. Phập vào tay đó 3 cm rồi, các bạn giữ lại, các bạn lấy cái dây nhỏ ấy, dây của lưỡi ấy. Đây các bạn nhìn lên dây lưỡi uốn tạo thành hình tròn này. Đấy, tạo một đường tròn. Rồi, các bạn giữ. Các bạn luồn cái đầu dây qua. Dây này dây nhỏ thì các bạn luồn 5 vòng. 1 2 5 vòng rồi. Thì các bạn rút dây này. Giữ căng dây trục ra, rút dây. Đấy, rút. Rút dây. Bạn rút xong dây rồi này các bạn. Thì các bạn kéo dây đầu mồi này. Chít chặt cái dây vào là đi ra. Cắt dây thừa này. Đấy, vừa rồi đang đã hướng dẫn các bạn buộc cái thẻo câu cá mương, cả một thẻo này. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Fishing.